trình bắt đầu. Bạn đi đâu đi đâu? Hả? Đi câu hả? Đi câu. Vô nồi mà giật banh câu cổ cần cũng này nhiều lắm, cái lưỡi nhiều lắm, cái này là thì nó móc ông sao móc nó lại vậy, mở gỡ ra như vậy đó, bước đại đi kệ giúp như mang rồi kìa. Rồi bỏ vô, con cá đang nuốt gì kìa. Không à,
ơi. Cá nhìn đẹp quá. À, đẹp lắm. Ồ, cá này y chang luôn nè. Cá này y chang luôn nè, mới câu. Giống nhau luôn. Ồ, nó nuốt cái này hơi sâu quá nha. Được không? Được lấy này. Phong giỏi vô Phong. Từ đông giá băng theo chiều tan ngậu mưa. Nhỏ xíu. Nhỏ xíu. Cá mì đặc biệt. Nhỏ xíu. Thả con ta đi.
Wow. We're gonna get some sea urchin for lunch today, baby. Đứng đó em. Bỏ vỏ ơi. Bỏ vỏ. U, mấy con này bỏ to. Chắc phải lên rồi, đầy rồi đó. Đầy không? Chơi. Ê. Gì kì vậy?
Nhưng ăn như dồi. Nhưng ăn như dồi. Tới phần chế biến. Nãy giờ bắt, giờ tới phần chế biến. Đây, cô nữ đây lặn giỏi lắm bạn. Nó đâm đấy nha. Dân người Tây lặn đẹp, chuyên nghiệp các bạn. Đó, các bạn. Đó, đó. Quá trời các bạn ơi. Đó, đóng luôn. Đặt con bạn. Rồi, cho các bạn nha. Rồi, chơi bữa sau thì đắt rẻ. Ôi, nó giòn vậy luôn hả? Ừ. Rồi, ok. Thôi chưa? So, after diving for some sea urchin, we're gonna sit here and prepare the sea urchin. Just like this. Nó hỏi mẹ đâu rồi, nói sao đâu. These guys are supposed to be really good. You can see it's moving. So you just basically. Break a hole and you cut the bottom of it. Sea urchin. Sea urchin. Sea urchin. That's fresh sea urchin right now. Ôi nó có gạch luôn á. Thì ăn ăn cái gạch đó đó. Lại ăn cái phần của đó. Nó ăn chứ ăn. Dạ thích ăn gì? Nó có trứng. Không gạch thôi. Nó có gạch với phần thôi ăn cái gì? Con gái người ta. Con gái người đúng cái sống này được không? Vũ sao không kêu con nhỏ gì ra nó vũ. Con nhỏ gì mà chốc lớn không mà nè.